Fanny Bunny cạn kiệt năng lượng mất rồi. Ôi, sao nó lại bị hỏng ngay khi chúng ta đạt cấp độ bạc thế này? Chúng ta có thể sửa lại lần nữa. Robim ơi, hãy mở Fanny Hut đi nào. Mình sẽ cho các bạn xem Fanny Hut. Fanny Hut là trái tim của Fanny Bunny. Nó là một thiết bị cung cấp năng lượng để Fanny Bunny có thể di chuyển. Vậy thì nó rất quan trọng. Tất nhiên rồi, có vẻ như chúng ta đã bay vòng quanh quá nhiều rồi. Robim, hãy quét Fanny Hut đi nào. Quét Fanny Hut. Sức mạnh của những viên bi năng lượng trong Fanny Hut đã cạn kiệt. Để nạp năng lượng cho những viên bi, chúng ta phải đến cảng Hải Âu và gặp vị thần canh gác ở đó. Chúng ta cuối cùng cũng trở lại cảng Hải Âu rồi. Nó sẽ chuyển sang chế độ máy bay khẩn cấp. Mọi người hãy vào trong đi. Wow, nhìn thấy biển xanh là mình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cây cầu đó vẫn tuyệt làm sao. Tớ mừng là chúng ta đã tới nơi an toàn. Tớ nghĩ mình cần phải tới phòng thí nghiệm rồi. Được rồi, chúng ta hãy đi nạp năng lượng cho những viên bi thôi nào. Vậy thì tớ sẽ kiểm tra Fanny Bunny ở trong phòng thí nghiệm. Các cậu hãy cẩn thận nha. Được rồi, gặp lại cậu sau nha, Ping Ping. Đi cùng nhau nào, Shenkum. Shenkum à, đừng vào đó, Shenkum. Ai dám làm ồn ào lên vậy? Ông là ai? Lạ thật, không có ai cả. Các người không thấy cơ thể đang sắp bay lên trời rồi sao? Hả? Các cậu ơi, mình thấy có vẻ như con rồng đang di chuyển kìa. Ra không, cậu nói đúng đó. Có lẽ đó chính là vị thần canh gác mà Robin đã nhắc tới. Chào ông, chúng cháu đang đi tìm những vị thần canh gác để nạp năng lượng cho những viên ngọc này. Các người đã vượt ngàn trùng để tới gặp ta đó hả? Cũng không hẳn thế. Nhưng ông có thể cho chúng cháu nguồn năng lượng đó được không ạ? Không khó đâu. Nếu ngươi muốn nạp đầy năng lượng cho những viên bi, thì hãy làm cho ta cười. Xin hãy giúp chúng cháu đi mà. Chẳng phải chúng ta cũng cùng là loài rồng hay sao? Cái gì? Ngươi có thật là rồng không? Chẳng phải ngươi là một con sâu bướm xanh sao? Nếu ngươi là rồng, thì ngươi có thể bay lên trời và phun ra lửa không? Cháu không thể bay, nhưng cháu có thể tạo ra lửa đi này. Thế nào, ông thấy tuyệt chứ? Ngươi thật sự là một con sâu bướm hài hước mà. Ra không? Cậu đã làm cho người lâm gác cười rồi kìa. Ôi trời ơi, hãy mang viên bi lại đây. Ta phải giữ lời hứa của mình. Cảm ơn ông. Năng lượng của trái đất. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi nào. Cậu bạn sư bướm của ta, hãy tới thăm ta bất cứ lúc nào nha. Tạm biệt mấy đứa. Wow.
cha, nơi này ở cảng Hải Âu thật là đẹp. Có rất nhiều cây xanh và không khí còn rất trong lành nữa. Thật không? Ta cũng yêu nơi này. Có phải nàng tiên cá đó vừa nói gì đó không? Nếu vậy, cô ấy có thể là vị thằng canh gác thứ hai đó. Đúng vậy, ta là người bảo vệ biển cả đây. Vậy cô có thể cho chúng em một phần năng lượng đó được không ạ? Nếu các cậu làm cho ta trông thật đẹp, ta sẽ cân nhắc về việc đó. Ta cảm thấy rất chán khi phải như thế này mỗi ngày. Vậy thì đừng lo lắng, chúng em sẽ làm cho cô trông rất xinh đẹp ngay. Thật sao? Ta thật mong chờ đó. Phong cách thời trang của mình luôn luôn tuyệt vời mà. Có vẻ như những bộ quần áo này đang là xu hướng ngày nay. Vậy thì ta nên giữ lại hứa của mình, phải không? Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Hả? Thật là kỳ lạ. Sao nó không hoạt động nhỉ? Chờ ta một chút nha. Không sao đâu, cứ từ từ thôi ạ. Mình còn phải đợi bao lâu nữa? Đã lâu rồi nên nó hoạt động không được tốt lắm. Chà, ông thần rồng đã giữ yên viên bi như thế này. Ông ấy đã làm vậy à? Thấy chưa? Ta đã bảo đợi một chút mà. Cảm ơn cô nha. Tạm biệt mọi người. Wow, tòa nhà này trông giống như một đôi cánh khổng lồ vậy. Mình nghĩ nó giống như một con sóng. Ôi, sen cung đang bay nè. Bạn nhỏ da trắng này đang làm gì ở đây vậy? Một con chim biết nói ư? À không phải, mình đã tìm thấy rồi. Đây chính là bức tượng nghệ thuật nhất đại diện cho xứ cảng này. Nhân tiện thì mấy đứa đã làm gì ở đây vậy? Bởi vì bọn em đã sử dụng hết năng lượng của viên ngọc. Cô có thể vui lòng nạp đầy lại được không ạ? Tất nhiên rồi, nhưng ta cũng cần sự giúp đỡ của các bạn. Chắc chắn rồi, chúng em có thể giúp cô như thế nào ạ? Ta không nghĩ như thế này sẽ phù hợp với vẻ đẹp của nơi đây. Nó sẽ đẹp hơn nhiều nếu có thêm một số viên bi gắn trên đó. Các bạn có thấy vậy không? Hãy tin tưởng và giao việc đó cho bọn em. Được thôi. Đừng cử động nữa, Sang Cung. Một chút nữa thôi. Xong rồi này. Cậu làm tốt lắm, đó kết. Ôi, thú vị thật. Ta thích nó đó. Vậy thì ta nên giữ lại hứa của mình, có phải không nào? Cảm ơn cô rất nhiều. Hãy
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã nạp đầy năng lượng cho những viên bi. Ôi, các cậu thật tuyệt vời. Vậy thì chúng ta hãy sửa chữa Funny Bunny thôi nào. Viên bi màu vàng với năng lượng của đất. Viên bi màu xanh với năng lượng của biển. Viên bi màu đỏ với năng lượng của mặt trời. Xin hãy nạp năng lượng cho Funny Bunny bay đi ạ. Cuối cùng chúng ta cũng đã sửa được Funny Bunny rồi. Hoan hô, chúng ta thành công rồi. Tớ nghĩ bọn mình đã sẵn sàng cho những thử thách cấp độ bạc rồi đó. Các cậu này, hãy luôn cố gắng hết sức nha. Được rồi, vậy chúng ta bay đi thôi chứ. Trò đùa trốn tìm của nàng tiên. Chà, cái gì thế này, Tiên Tiên? Ha ha, mình đã thay đổi một vài thứ trong lớp sữa Funny Bunny. Cậu thấy sao? Có thích không? Sen Cung thích cái này nè. Tớ nghĩ mình sẽ quên mất thời gian trôi qua nếu chỉ mãi chơi ở đây. Còn có cả một đường trưa kia. Wow, tớ nghĩ sẽ thật tuyệt khi nằm đọc sách trên tấm thảm mềm đó. Tớ còn một điều nữa dành cho người thích sách như ra không nè. Tớ đã phát minh ra cái này và cả cuốn bách khoa toàn thư với tất cả những câu chuyện trên thế giới. Cậu thực sự tặng mình cái này sao? Cảm ơn Tiên Tiên nha. Nó có mọi thứ, từ những truyền thuyết bí ẩn tới kiến thức bổ ích. Các cậu ơi, tớ đang gặp rắc rối rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái mui của tớ mất rồi. Ôi, tớ còn tưởng cậu có vấn đề gì lớn lắm chứ. Đó là một cái mui chứa nhiều kỷ niệm quý giá của tớ. Tớ đã dùng nó từ khi mới bắt đầu nấu ăn đó. Sayo, có lẽ nó chỉ đang ở trong phòng cậu thôi. Đừng quá lo lắng. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Bọn mình đã đi qua tất cả các phòng rồi. Nếu không phải cái mui mọc thêm chân thì chắc chắn nó vẫn còn đang ở trong Funny Bunny. Các cậu ơi, có lẽ... Ồ, đây rồi. Những thứ mà chủ nhân nâng niu đôi khi sẽ biến mất bởi trò đùa của một nàng tiên. Mọi thứ biến mất do trò đùa của nàng tiên ư? Tớ nghĩ đã từng nghe qua rằng có một nàng tiên tinh nghịch luôn thích giấu đồ đạc của người khác. Ừ, cuốn sách nói rằng nàng tiên vui nhộn ấy rất thích chơi trốn tìm. Vì vậy, khi bạn đang chơi trốn tìm, nàng tiên đó sẽ xuất hiện và trả lại đồ cho bạn. Thật vậy hả? Nghe có vẻ thú vị đó, hãy thử xem nào. Được rồi. Có ai muốn chơi trốn tìm không? Ra không, cậu là người vào vai tìm bắt người nha. Cái gì? Tớ sao? Bắt đầu nào. Nè, các cậu. 8 7 6 5 4 Mình phải trốn ngay bây giờ thôi. 3 2 Nếu mình làm vậy, họ sẽ không bao giờ tìm thấy mình được. 1 Sẵn sàng chưa nào? Tớ đến đây. Mọi người đâu rồi nhỉ? Các cậu đang ở đâu vậy?
Tớ nghĩ tớ vừa nhìn thấy Sayo thì phải. Cậu đang ở đâu đó? Tớ tìm thấy cậu rồi nha, Sayo. Sayo, cậu có sao không? Không sao. Ôi không, tớ là người đầu tiên bị bắt hả? Đúng vậy, nhưng sẽ vui hơn nếu cậu cùng tớ đi tìm những người đang ẩn náu còn lại. Nghe hay đó. Các cậu ơi, các cậu đang ở đâu vậy? Ping Ping ơi, Chi Chi, ra đây nào. Jungkook ơi, cùng nhau ăn vặt thơm ngon nè. Đồ ăn vặt của Jungkook. Chúng ta đang chơi trò trốn tìm mà. Cậu không thể lộ diện như vậy được đâu, Jungkook mà. Chi Chi, sao cậu cứ bám theo tớ vậy? Tớ không bám theo cậu, là cậu đang theo tớ đó chứ. Tớ nghĩ tớ có thể dễ bị bắt thấy ở dưới bàn. Không có nơi nào để trốn cả. Ồ, tuyệt đó. Cái gì thế này? Ôi trời ơi. Tớ có thể nhìn thấy mọi thứ qua bức tường này ư? Có lẽ đây là phát minh mới của Ping Ping. Cái gì? Tớ cũng muốn xem. Cậu đã làm gì vậy? Tớ đang xem nó trước mà. Các cậu trốn kỹ thật đó. Ôi, Dracon đang tới kìa. Chúng ta phải trốn nhanh thôi. Chúng ta phải trốn ở đâu đây? Tớ không biết nữa. Hay là trốn ở đó đi. Cho tớ theo với Rocket. Cậu nghĩ các cậu ấy trốn ở đâu nhỉ? Chắc không phải ở trong tủ này đâu nhỉ? Không thể nào, nó quá dễ thấy và không vui chút nào. Có lẽ họ sẽ trốn ở những nơi mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Chi Chi, đừng làm phiền tớ nữa. Tớ đã nói là chút nữa sẽ đưa cậu mà. Chính tớ là người đã tìm thấy chiếc ống nhòm. Tớ đã tìm thấy nó trước mà. Ping Ping ở đâu rồi chứ? Nếu cậu ấy thậm chí không có trong phòng của Dracon, chúng ta không thể tìm thấy cậu ấy được ở đâu khác cả. Bà mình có thể gọi cho cậu ấy. Nếu không thể tìm thấy cậu ấy không? Không, chúng ta không thể làm điều đó được. Chúng ta thậm chí vẫn chưa tìm thấy cái môi kia kìa. Chúng ta tới phòng Chi Chi và đón kết lần cuối xem sao. Chờ mình đó, Ping Ping. Mình sẽ tìm thấy cậu sớm thôi. Mình nên trốn ở đâu đây? Cậu là ai? Không thể nào. Cậu có phải là tiên nữ trốn tìm không? Ồ, Ping Ping. Tớ đã tìm thấy cậu rồi nha. Chúng ta đã tìm thấy Ping Ping rồi nè. Ping Ping, chẳng vui chút nào. Ôi không, các cậu ơi, có một nàng tiên. Tớ thậm chí còn tìm thấy Ping Ping. Vì vậy tớ đã thắng trò trốn tìm rồi nha. Cái này, cái gì vậy? Các cậu ơi, tớ vừa nhìn thấy nàng tiên. Đất két, nhéo tớ một cái đi. Tớ có đang nằm mơ không vậy? Tớ không có mơ. Tiên nữ trốn tìm thật sự có tồn tại. Câu chuyện trong quyển bách khoa toàn thư là có thật. Nhưng còn cái muôi đang ở đâu? Nếu dựa theo bách khoa toàn thư, cái muôi cũng nên được trả lại chứ. Đây không phải là cái muôi mà tớ đã đánh mất. À, đây là một vật phẩm mới mà tớ đã nâng cấp cho Sayo. Hả?
Đây là một chiếc muôi đa năng, có thể sử dụng nhiều dụng cụ cùng một lúc. Tôi đã đặt nó trên bàn làm việc, và cô tiên trốn tìm đã mang nó tới đây. Cảm ơn cậu rất nhiều, Piên Piên. Tớ nghĩ nó sẽ rất thoải mái đó. Nhiệm vụ mới. Đó là một nhiệm vụ nữa. Đi thôi nào. Đây có phải là buồng lái không? Tất cả đều đã thay đổi. Thật tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu cấp độ bạc rồi. Vì vậy chúng ta cần nhận thứ này. Xin chào mọi người. Từ bây giờ chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các bạn. Tôi là Ari. Còn tôi là Moa. Trước hết, xin chúc mừng các bạn đã bước sang cấp độ bạc từ cấp độ cơ bản của cuộc đua khám phá thế giới. Cấp độ bạc sẽ khó hơn một chút với cấp độ cơ bản, nhưng nó có đầy những nhiệm vụ thú vị đó. Và các bạn sẽ tiến thêm một bước nữa để đến với chiến thắng trong cuộc đua khám phá thế giới. Các bạn đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ sớm trở lại với nhiệm vụ thật tuyệt vời nha. Hẹn gặp lại các bạn. Chúng ta đang ở cấp độ bạc rồi. Thực sự bây giờ mới cảm thấy nó là sự thật nè. Tớ hào hứng và hồi hộp về một cuộc phiêu lưu mới này quá đi. Tớ thì đang mong chờ những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi chúng ta phía trước. Được rồi, nếu chúng ta hợp tác cùng nhau, nhiệm vụ cấp bạc sẽ không thành vấn đề đâu. Vậy thì đi thôi nào. Đi thôi.